Sản phẩm thuốc đông y thổi mũi gia truyền họ Lê với thành phần thảo dược điều trị viêm mũi dị ứng, viêm xoang, hiệu quả, lành tính, không tác dụng phụ. Thuốc đông y thổi mũi gia truyền họ Lê điều trị viêm mũi dị ứng, viêm xoang là một sản phẩm thuần tự nhiên được bào chế bởi lương y có nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu và chữa trị các bệnh lý về viêm mũi dị ứng, viêm xoang và nhận được nhiều giải thưởng uy tín của các tổ chức ban ngành như giải thưởng Lý Hữu Trác tôn vinh thầy thuốc làm theo lời Bác, lương y tiêu biểu vì sức khỏe cộng đồng của Trung ương Hội Đông y Việt Nam. Người có gần 50 năm kinh nghiệm trong hành nghề y với thành phần hoàn toàn từ thảo dược như tân di hoa, cái đầu ngựa, kim ngân hoa, ngũ sắc hoa, bạc hà nên không có tác dụng phụ, rất an toàn, lành tính, đặc biệt phù hợp cho trẻ em, phụ nữ mang thai và cho con bú. Dược liệu trong thuốc có tác dụng làm sạch đờm, dịch, giúp xoang thông thoáng, khô ráo, dứt điểm hắt hơi, ngứa mũi, ngạt mũi, sổ mũi, dịch mũi trong, xanh, vàng. Hỗ trợ điều trị các triệu chứng về mũi khi bị cảm cúm. Liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0356 241 484. Xin cảm ơn.